myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Các bạn đi ra bến xe Mỹ Đình đã bao giờ bị người ta mở cửa taxi, người ta mở cửa taxi và hỏi bạn đi đâu chưa? Lần đầu tiên mình thấy cảnh đấy mình bỡ ngỡ quá các bạn ạ. Mang của mình ra đến vịt gà bò. Chúng ta có
điểm cái lớn là tham quan nha. Kia là Trung Quốc, con đường nhỏ nhỏ, lọc cà lọc cà lọc. Đây cấm các hoạt động quay flycam nha, bởi vì là ranh giới Việt Nam và Trung Quốc ở đây rất là gần. Ở dưới suy, chứ mình gọi view này là view chịu đâu, vậy thì ai mới là người dư giả? Thác mùa này có vẻ là hơi ít nước á. Thế mọi người bảo là đi vào tầm tháng thì nắng 10 thì nước sẽ nhiều hơn. Rồi mình đi là tháng 5. Thác tầm 11 giờ sẽ nhiều nước hơn. Tại vì trên đập người ta xả nước. Thôi anh thôi em. Chào mọi người nhé. Lệch nhau một tiếng mà. Cũng tưởng bị lừa cơ. Lừa đâu mà lừa. Ok chưa? Ok. Cô bé. Cô bé ok. Nó chơi. À, sắc nó thế. Cái nhẫn. Đi về nhá. Đi về nhá. Đâu? À. Bắt đầu về. Anh bán chó à? Em ơi. Anh bán chó đi đâu ấy? Chó đây. Huệ Chi. Dọc đường đôi. Nào mà chủ cây một cốc này. Cốc ly đi. Đây là món best seller của món chi? Lạc Sơn. Cao bảo. Dân ở đây với cả dân Trung Quốc sang bên này chơi là như kiểu mình ở trong nội địa mình sang tỉnh khác chơi ấy. Giờ này nó rất là nắng luôn. Trời nữa nào. Nắng chói chang vỡ đầu. Thế mà vẫn thấy mọi người đi cày. Nãy thấy có người đi cày đây này, đây vẫn đi làm đây này. Nắng đi, này không cày. Bán trâu ạ? Nó hợp theo ngày. Sang Trung Quốc, đến chợ hôm đấy họ. Chợ đấy thì họp lúc nào? Tất cả các buổi sáng. Thế bây giờ em bán con trâu bên này thì bao nhiêu ạ? Bên trái em. Em cảm ơn nhá. Trung Quốc kìa. Đúng lúc trong anh cũng có người ta. Sao cho hảo. Công thương. Bối. Anh đi đam mê đúng không? Ở đâu? Nhà nhỏ. Bên đồi, bên chân đồi. Nhà mộc. Kia.
thân. Cái này mình đón hoàng hôn thì tuyệt vời. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And our team was to give our hands and leave you, but now I'm seeing all the signs. How ai biết là sách hay ba lô đâu? Đâu ai biết là những giọt mồ hôi đã rớt ở đây đâu. Để có được những thước phim chiêu cho mọi người ở nhà, mọi người chiêu cùng. Mọi người bảo sao có đi thang máy không không? Bắt đầu hạt nhài rồi. Đúng không? Đến bạn đúng không? Là hết văn rồi. Nửa nhá. Em hái ở đâu ấy? Từ nay làm camera men xem luôn nhé. Tắt nghe bài Hải Phòng. Camera men phải thoại thôi. Thoại ok, anh nghe của anh ấy. Hôm nay mình đưa ba con vợ của mình đi chơi với mọi người. Em rất là vui, mình sẽ phấn đấu đi làm để nuôi ba em này. Tuy vất vả nhưng mình rất là vui. Ba em mỗi người một vẻ, vừa xuất vẹn 10. Đây, chắc là chỉ cần phải quay cái này thôi. Bởi vì là mọi thứ mùa này không có gì cả. Đáng lẽ ra mùa này nước cạn thì được thôi. Hoặc là bảo người ta là có cách là bắt bỏ 5 km. Ây ôi, không tập trung đâu. Cho các bạn thử cảm giác chân thực. Bạn muốn vào mấy hướng qua một cầu rất là sắc. Giờ mới check in. Bên này á? Ây. Đây à, cổng này à? Mấy trung tâm thành phố khoảng 50 cây, đi mất khoảng 1 tiếng đồng hồ nhá. Ừ, làn. À đấy ạ, à? Chị dạy em đi. Lịch check in là 2 giờ, nhưng chúng mình đi chơi đến 8 giờ. Trên chỗ sáng đèn kia là chỗ để ăn. Bây giờ là 8 rưỡi và chúng mình và chúng mình sẽ đi. Ôi ôi, ăn. Mình sẽ ăn tối tại Hôm Tây luôn. Bếp của Hôm Tây luôn. Ây. Ây. Trời thật không? Đây đây đây, lùi ra đây. Nhưng mình đang không biết lùi đi. Nếu mà khám phá một tí. Ừ, đằng nào chẳng qua cái cầu này. Đấy, nếu mà các bạn đi ăn ở đây như bọn mình thì nên đi đường thẳng nhá. Đừng đi đường vòng như bọn mình nha. Đi vòng chiêu lắm. Ở đây bạn sẽ trải nghiệm không gian ăn uống giữa núi rừng thiên nhiên đen tối tăm mịt mù. Bếp của mẹ. Cơm trời. Có ánh sáng rồi các bạn ơi. Chúng mình đã xét cho 4 người. Anh Dũng khó tính chọn đi. Làm gì đây? Đi nhà hàng làm gì đây? Cái gì? Nốt. Ổi. Đang định bỏ ổi ấy. Thanh long. Thanh long. Thanh long. Nhãn. Đây thanh long đúng không? Đây là món khai vị của chúng mình. Quay một shot nghệ thuật nào. Món đầu tiên đã lên. Món trà bối. Nậu và lạp xưởng. Lạp xưởng nhìn. Tay chân. Tay con mà.
Bón nha, bón thì bé nha. Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở. Lợn má xuống đây đi ăn sáng ở mấy nữa. Thuê xe máy để đi đến suối Lenin. Suối Lenin thì chỉ cách ở đây chỗ mình ở là 3 km thôi. Nắng rồi. Quẹt 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 quẹt. Bây giờ mình sẽ đi ra mua vé tham quan. Mình mua vé xong rồi nha. Lên xe đi em ơi. Vé và tham quan sẽ kèm cả vé xe điện. Con đến đường Hồ Chí Minh điểm đầu của Cao Bằng nhá, km số 0. Mẹ ơi, con đến đây rồi. Điểm đây nha các bạn, phải đi vào khu cổng này để đón xe điện đi vào suối. Anh bán nước mía ở đây rất đẹp trai nha. Chị kẹp vào, anh chẳng biết đằng nào. Cho em 4 cốc nhiều quá. Anh thử cả sự ngọt ngào của các bạn vào đây nhá. Anh bán ở đây bao nhiêu lâu rồi anh? Còn bé em ạ. À còn bé à? 35 rồi. Trông anh sành sỏi quá. Dạ với em. Anh bán nước mía thôi, anh bán nước mía đi du lịch cùng. Mình đã mồi được anh bán nước mía đi du lịch cùng bọn mình rồi. Mình đến nơi rồi nhá. Uầy, không bỏ công đợi nắng. Ôi cá này, nhiều cá lắm. Cá vàng kìa. Hay là bị đầy bụng. Ui mọi người cho con ăn nhiều quá con đầy bụng. Ui. Hay có cái điệu đấy lắm. Rất lành mà. Ui nhiều nàng thơ quá các bạn ạ. Nhiều nàng thơ quá. Ui. Ui nhiều nàng thơ quá à. Đường vào. Nội dung đâu có dễ đâu các bạn.
lúc mình không muốn quay đâu, nhưng mà khán giả bắt mình phải quay. Người xem bắt mình quay. Mình chậm edit thì khán giả giục mình edit. Chỉ cho đúng một tuần. Cho đúng một tuần để mình edit cái cuộc này thôi. Một tuần, một năm. Vào đây một vòng là xong, lúc sau là điểm cuối là ra đúng bên ngoài. Đây bọn mình sẽ đi check in ngược từ trong ra ngoài. Sau những buổi làm việc, bác Hồ thường ngồi câu cá ở đây. Là chán nó phải ngồi đây cờ tướng nhá. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna live, we're gonna be. Ra điểm đầu cũng như là điểm cuối nào. Chúng ta sẽ chụp ảnh hay ăn trưa luôn. No luôn rồi. No ảnh rồi. No ảnh rồi. Con nhỉ ăn đâu mà ba con bọ đây anh chồng đây anh chồng tuyệt vời nha các bạn nha. Chăm ngon sống của anh là gì ạ? Công việc tình yêu của em ơi. Ôi tình yêu của anh có ba con vợ đây. Trợ lý cho các nàng thơ thì các bạn ơi. Mận bọn này không gặp được đâu, chỉ tham quan thôi. À mưa bão rồi, may quá vừa đi chơi về. Trời ơi mưa, ôi trời ơi giọt mưa. Biển lâu rồi nên đối em ngon đã chưa? Em cứ đối nhỏ thôi mà. Em nào đi đây mình phần tối là bao nhiêu sinh mình lắm. Không có này là dạng sờ của em nhé. 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 Dạng sờ của xong rồi là có nhiều cái thịt mỡ chút này. Mày ăn được hỏi đi đi. Không tới, tám. Ăn được hỏi nó là tám. Tắm, dọn hết đồ. Dọn hết đồ, thì mới được năm. Nó mới làm. Không mang cá thôi mà. Ước nhất là không mang cá. Cá gì nhỉ? Có cả xương mà. Thế rồi ăn cho anh đi. Ăn mỏ đấy. Vừa mưa bão xong lại nắng luôn được. Mưa nắng thất thường. Như em vậy. Bạn nói đi bạn ơi. Bây giờ là 17 giờ. Kinh quá. Kinh quá. Nào bạn. Kinh mặt bình thường mà. Bạn nói đi. Bây giờ là 17 giờ 14. Xin chào mọi người, mình là Thủy Quái đây. Mình đã trở lại hình dạng người rồi. Bây giờ là 17 giờ 15 và chúng mình sẽ chuẩn bị xuất phát từ Cao Bằng về Hà Nội. Nếu bạn tiếp tục muốn gặp Thủy Quái thì đây, hãy comment khen anh ấy thật nhiều và để clip tới anh ấy tiếp tục khen như thế nào hả? Trong khi toàn chê. Ỏ oai thế nào.
cho ngư. Vâng. Trong lúc chờ xe trong chuyển chúng mình sẽ ăn bánh quấn nha. Che hết cả biển hiệu rồi. Đó là cháu ăn nào, hai trứng lòng đào nữa nào. Ngôi nghĩ để cho nó phải dính này thôi. Ăn cái gì cũng có măng. May quá, ở đây có Vinmart rồi. Đường này mà 2.000 nó sao mà nằm được. Ôi, ôi, to thật. Bây giờ chúng mình sẽ lên xe để di chuyển về Hà Nội nha. Nay chúng mình đi xe giường nằm đôi. Giường đôi chật hơn giường đơn. Ừ, chỗ nhà bà Tuyết để lấy khô nhục mang về làm quà. Mình về đến bến xe rồi nha các bạn, bến xe Mỹ Đình rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ đặt xe về nhà. Bây giờ là 4:40. Kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm tại Cao Bằng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.